chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ Năm, 2 tháng 2 năm 2012. Chương trình phát hình của bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có phần tin đáng chú ý, bản tin phân tích thời sự với Thi Nga, tiết mục chính trường Hoa Kỳ với bình luận gia Đại Dương và luật sư Phan Quốc Cường, và sau cùng là phóng sự về buổi lễ thường kỳ tại Charlotte. Phần tin đáng chú ý được mở đầu với những tin sau đây. Ông Obama thúc giục Quốc hội xúc tiến việc trợ giúp các gia chủ. Ông Panetta tuyên bố cuộc chiến đấu của Hoa Kỳ tại Áo Phú Hãng sẽ chấm dứt vào năm tới. Hạ viện bỏ phiếu để kéo dài thêm việc ngưng tăng lương liên bang. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin Ông Obama thúc giục Quốc hội xúc tiến việc trợ giúp các gia chủ. Hôm qua, trong buổi nói chuyện tại trung tâm cộng đồng James Lee ở thành phố Fontchurch, Virginia, Tổng thống Barack Obama đã đề nghị một bộ dự luật trị giá hàng tỷ Mỹ Kim để giúp cho các gia chủ ở Hoa Kỳ tái tài trợ và tránh được việc tịch biên nhà là một phần trong cuộc đẩy mạnh cho năm bầu cử, vốn sẽ đương đầu với cuộc tranh đấu gay go bởi sự chống đối của phe Cộng hòa tại Quốc hội. Ông Obama xúc tiến để đối đầu với sự chỉ trích của phe Cộng hòa cho rằng đề nghị này sẽ dùng tới tiền thuế để cứu nguy cho những người vay tiền vô trách nhiệm bằng cách nhấn mạnh rằng chỉ có những gia chủ hiện không thiếu tiền nhà mới được hưởng lợi mà thôi. Giá nhà đã giảm 33% từ đỉnh cao của năm 2006 và có gần 11 triệu người Mỹ giờ đây thiếu nợ nhiều hơn giá trị của căn nhà. Hàng triệu người nữa đã bị mất nhà tại các tiểu bang trong năm bầu cử tổng thống. Ông Obama tuyên bố trước một cử tọa đông đảo, trong đó có đại diện cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia, các hội đoàn và một số các thương gia Việt Nam, rằng sự thật là sẽ phải mất thời gian nhiều hơn là bất cứ ai mong muốn để thị trường gia cư được phục hồi từ cuộc khủng hoảng này, nhưng có những hành động mà chính phủ có thể xúc tiến ngay bây giờ để cung cấp sự trợ giúp cho những ai đang trả tiền nhà đúng hạn. Chương trình trị giá từ 5 tỷ Mỹ Kim cho tới 10 tỷ Mỹ Kim sẽ được trang trải bởi việc đánh thuế trên những ngân hàng lớn nhất nước, sẽ cho phép các gia chủ được tái tài trợ với phí tổn vay tiền thấp kỷ lục qua những món nợ do chính phủ yểm trợ. Một viên chức chính phủ cho biết chương trình này có thể vươn tới 3 triệu rưỡi người dân Hoa Kỳ mà các món nợ của họ không được chính phủ bảo đảm, và có thêm 11 triệu gia chủ mà món nợ được yểm trợ bởi Fannie Mae và Freddie Mac cũng có thể hội đủ điều kiện tham gia chương trình này. Tòa Bạch Ốc cho biết chương trình này sẽ tiết kiệm cho người vay tiền trung bình là 3.000 Mỹ Kim một năm. Chương trình được mở ra cho các gia chủ trả tiền nhà đúng hạn trong 6 tháng qua và không thiếu hơn một tháng tiền nhà trong 6 tháng trước đó. Người nộp đơn xin cần phải chiếm hữu căn nhà và có điểm tín dụng là 580 hay cao hơn để hội đủ điều kiện hưởng chương trình này. Chỉ có những món nợ thấp hơn mức giới hạn cho vay của cơ quan FHA vốn đạt tới mức cao nhất là 729.750 Mỹ Kim tại một số thị trường phí tổn cao mới hội đủ điều kiện. Phe Cộng hòa đẩy mạnh việc ngưng tự động cắt giảm chi tiêu. Việc cắt giảm chi tiêu rộng rãi được ấn định khởi sự vào năm tới cho các chương trình đối nội và quân sự sẽ bị loại bỏ bởi một đề nghị mà một số đảng viên Cộng hòa hàng đầu dự định đưa ra vào ngày hôm nay. Thượng nghị sĩ John McCain có một lực lượng hỗn hợp với lãnh tụ Cộng hòa ở Thượng viện là ông John Kyle và các đảng viên khác để đưa ra dự luật loại bỏ đợt đầu của 1.200 tỷ Mỹ Kim trong việc tự động giảm bớt chi tiêu trong một thập niên. Sự cắt giảm này tập trung vào sự tranh cãi ngân sách giữa Tổng thống Barack Obama và phe Cộng hòa ở Quốc hội hồi năm ngoái trong cuộc tranh đấu để gia tăng mức giới hạn nợ Hoa Kỳ. Đề nghị mới của các vị dân cử nói trên sẽ miễn việc cắt giảm các chương trình quân sự và một số chương trình trong nước được ấn định có hiệu lực vào tháng Giêng năm 2013. Thay vào đó, khoản tiết kiệm ngân sách 127 tỷ Mỹ Kim có thể đạt được bằng cách giảm bớt lực lượng lao động liên bang và ngưng tăng lương cho họ. Việc xúc tiến này được đưa ra để có thêm thời gian cho các nhà lập pháp quyết định về việc giảm bớt theo thứ tự hơn là cắt giảm khắp các cơ quan vốn được đưa ra sau khi một ủy ban đặc biệt của Quốc hội thất bại trong việc khai triển kế hoạch giảm bớt thiếu hụt ngân sách hồi năm ngoái. Ông Panetta tuyên bố cuộc chiến đấu của Hoa Kỳ tại Áo Phú Hãng sẽ chấm dứt vào năm tới. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta phát họa ra hình ảnh rõ ràng nhất của chính phủ về việc giảm quân Mỹ tại Áo Phú Hãng bằng cách tuyên bố rằng Hoa Kỳ và những lực lượng quốc tế khác tại Áo Phú Hãng hy vọng sẽ chấm dứt vai trò chiến đấu vào năm 2013 để tiếp tục vai trò huấn luyện và cố vấn cho quân đội Áo Phú Hãng qua tới năm 2014. Lời tuyên bố của ông Panetta trước các ký giả tháp tùng ông đi tới cuộc họp các vị bộ trưởng quốc phòng của NATO tại Brussels cho thấy vai trò của quân đội ngoại nhập tại Áo Phú Hãng được kỳ vọng như thế nào để tiến hóa từ cuộc chiến đấu cao độ hiện tại chống lại Taliban tới vai trò yểm trợ cho người Áo Phú Hãng nắm quyền chủ động hoàn toàn. Tất cả thành viên NATO vào tháng 11 năm 2010 đã ủng hộ kế hoạch duy trì lực lượng ở Áo Phú Hãng
cho tới cuối năm 2014. Nhưng trong tuần này, Pháp dường như đã ném tung kế hoạch này vào sự hoang mang khi Tổng thống Nicolas Sarkozy đề nghị với sự đồng ý của Tổng thống Hamid Karzai là NATO sẽ chấm dứt sứ mạng của họ vào năm 2013, tức là một năm sớm hơn hoạch định. Tuy nhiên, ông Sarkozy cũng tuyên bố rằng Pháp sẽ yểm trợ cho việc huấn luyện quân đội Á Phú Hãng qua khỏi năm 2013. Cho nên việc xúc tiến của ông có thể không khác biệt hoàn toàn với điều mà ông Panetta phát họa ra, mà qua đó, quân đội đồng minh loại bỏ vai trò chiến đấu của họ trong nửa năm sau của năm 2013, nhưng vẫn duy trì qua hết năm 2014 để huấn luyện, cố vấn và trợ giúp. Hạ viện bỏ phiếu để kéo dài việc ngưng tăng lương liên bang. Hạ viện tìm cách giảm bớt thiếu hụt ngân sách Hoa Kỳ và đánh bóng hình tượng lu mờ của chính mình đã thông qua một dự luật để kéo dài hai cuộc ngưng tăng lương, một cho công chức liên bang và một cho các nhà lập pháp. Cuộc biểu quyết với tỷ lệ 309 trên 117 phiếu dường như phần lớn có tính cách tượng trưng bởi vì Thượng viện được dự đoán sẽ bác bỏ dự luật trong năm bầu cử này. Phe Dân Chủ nói rằng họ đồng ý là các nhà lập pháp không nên hưởng lương cao trong khi người dân Mỹ phải phấn đấu vất vả với một nền kinh tế yếu kém. Nhưng nhiều người tranh cãi rằng các công nhân tại các cơ quan chính phủ liên bang xứng đáng được hưởng. Ông Obama đã đề nghị mức gia tăng chi phí sinh hoạt vừa phải là 0,5% cho công chức liên bang. Nhưng phe Cộng hòa ở Hạ viện là những người xem việc cắt giảm bớt thiếu hụt ngân sách là ưu tiên hàng đầu, đã bỏ phiếu để kéo dài việc ngưng tăng lương cho các công chức liên bang cho tới cuối năm 2013. Với tỷ lệ chấp thuận dành cho Quốc hội ở mức thấp tận cùng, dự luật này cũng sẽ ngăn chặn việc tăng lương cho các nhà lập pháp, mà lương của họ đứng ở mức 174.000 Mỹ Kim kể từ tháng Giêng năm 2009. Phe Dân Chủ cáo buộc phe Cộng hòa đã làm cho công chức liên bang trở thành những cái bung sung và giở trò chính trị với việc ngưng tăng lương. Hạ viện biểu quyết để tiêu hủy một phần luật y tế. Hôm qua, Hạ viện đã biểu quyết để tiêu hủy một điều khoản trong luật cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama, thiết lập chương trình săn sóc tại nhà cho người già và người tàn tật mà các nhà kiểm soát luật lệ cho là không thể hữu hiệu. Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát đã biểu quyết với tỷ lệ 267 trên 159 phiếu cho dự luật vốn sẽ chấm dứt luật Community Living Assistance Services Act. Đáng lẽ sẽ thiết lập một chương trình bảo hiểm tự nguyện để giúp người già và người tàn tật trả tiền săn sóc tại nhà. Phe Cộng hòa gọi đó là một bước xúc tiến để đạt được mục tiêu của họ là tiêu hủy việc cải tổ y tế mà ông Obama đã ký thành luật gần 2 năm qua. Dự luật đó không được kỳ vọng sẽ thông qua Thượng viện do phe Dân Chủ kiểm soát, ngay cả khi phe Cộng hòa hy vọng sẽ thúc giục một cuộc biểu quyết về dự luật đó. Phe Dân Chủ chống việc loại bỏ chương trình đó thừa nhận rằng nó có một thiết kế sai lầm, nhưng họ tranh cãi là nó nên được sửa đổi lại còn hơn là bị tiêu hủy, sao cho hàng triệu người già và người tàn tật có thể nhận được sự trợ giúp tại nhà hơn là bị đưa vào những viện săn sóc quá tốn kém. Dự luật đó kêu gọi các công nhân hãy bắt đầu tình nguyện ghi danh vào chương trình về sau trong năm này. Những người tham dự sẽ phải đóng lệ phí hàng tháng trong ít nhất là 5 năm trước khi hội đủ điều kiện được hưởng lợi ích đó. Kính thưa quý khán thính giả, sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự với Thi Nga. Thi Nga kính chào quý khán thính giả và mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự về tình hình khủng hoảng nợ ở châu Âu. Cơn suy trầm kinh tế đợt 2 đang lấp ló ở châu Âu do Hy Lạp có nguy cơ phá sản và Liên Âu đang loay hoay với các biện pháp thắt lưng buộc bụng, thế mà vẫn phải tìm cách làm giảm khối thất nghiệp 23 triệu người. Chứng khoán quốc tế đang sụt giá khi báo cáo về mức tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ thấp hơn là dự đoán và các nhà đầu tư chưa thỏa thuận giảm 50% nợ cho Hy Lạp. Chính phủ Athens cần gom đủ 14 tỷ rưỡi euro để trả đợt nợ vào giữa tháng 3, thì mới được Liên Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế trao khoản cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỷ euro. Kể từ khi cuộc suy trầm kinh tế toàn cầu bắt đầu, Liên Âu đã tổ chức 17 cuộc họp thượng đỉnh, nhưng vẫn chưa ổn định được guồng máy tài chính trong khu vực đồng euro. Thượng đỉnh hôm 30 tháng Giêng nhằm tạo dựng một cơ chế ổn định châu Âu thường trực với ngân quỹ 500 tỷ euro bắt đầu hoạt động từ tháng 7, thay thế cho quỹ ổn định tài chính châu Âu. Các nhà lãnh đạo hy vọng cơ chế ổn định châu Âu sẽ tăng điều kiện phòng chống khủng hoảng nợ. Thế nhưng Thủ tướng Ý, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ cùng nhiều người khác
cho rằng cần dồn tiền còn lại từ quỹ ổn định để nâng lên thành 750 tỷ euro thì mới có tác dụng. Thế nhưng Thủ tướng Đức cho biết sẽ bàn về trần quỹ trong kỳ thượng đỉnh tháng 3 này. Liệu các quốc gia trong Liên Âu có đồng ý góp thêm tiền hay không? Và Hy Lạp sẽ cương quyết siết chặt chi tiêu đang làm cho cuộc chiến với nợ nần thêm phức tạp. Thính nghe tường trình cùng quý khán thính giả. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình phát hình của bản tin Qua Thình Đốn xin tạm ngưng nơi đây. Xin quý vị vui lòng đừng rời máy, bản tin Qua Thình Đốn sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thương mại.